chào Tết, chào chào Bích. Ai, con mai đừng có nói chuyện. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, xin gửi không khí chào đón năm mới tại chợ Chào Bích, Tâu Thành, Sóc Trăng nhé. Trong dịp Tết năm nay chắc có lẽ là nhiều bạn sẽ không có về quê vì nhiều lý do khác nhau. Thì mỗi năm chợ hoa xuân ở chợ Bích từ tổ chức tái định cư nha các bạn. Tuy nhiên năm nay là mình thấy họ bán cây cảnh hoa Tết đó ở bờ kè ngay sát quốc lộ, chỗ đèn xanh đèn đỏ các bạn. Thì đón xuân Tân Sửu năm 2021, mình thấy ở chợ hoa xuân năm nay cũng có rất nhiều loại hoa như hoa cúc, hoa vạn thọ, cúc đồng tiền, hoa mai vân vân. Việc cắm hoa ngày Tết không chỉ làm cho ngôi nhà của quý vị sáng sủa hơn mà còn mang đến những may mắn và niềm vui cho ngày mới. Thì mình thấy người dân cũng đi mua rất là nhiều buổi sáng hôm nay nhé. Thì sau đây là hình ảnh chợ hoa xuân ở chợ Bích. Mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng.